Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 0,46%, giao dịch ở mức 2030,9 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2029,42 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2043,53 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng, giao dịch ở mức 102,49 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng mạnh với tỷ lệ tăng là hơn 3%, đứng mức 43.643,9 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 2,76%, giao dịch ở mức 3,852% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ đứng ở mức 73,79 đô la Mỹ trên một thùng. Giá vàng trên thị trường thế giới tuy quay đầu giảm nhưng vẫn treo ở mức cao trên 2.000 đô la Mỹ trên một ounce nhờ triển vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này. Trong tuần trước, Fed đã đánh tín hiệu chu kỳ thắt chặt lãi suất sắp kết thúc và việc cắt giảm lãi suất dự kiến diễn ra trong năm 2024. Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Rafael Bostic ngày 19 tháng 12 cho biết, ngân hàng trung ương hiện tại không vội cắt giảm lãi suất. Theo nhà phân tích cấp cao thuộc City Index, ông Mark Simpson cho biết rằng Fed đang trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Nếu báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo, điều đó sẽ gây thất vọng cho những lời kêu gọi cắt giảm lãi suất trong tháng 3 năm 2023, đồng thời hạn chế khả năng giá vàng tăng. Theo công cụ Simpson FedWatch, các thị trường đang định giá khoảng 75% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm 2023. Lãi suất thấp gây sức ép lên đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu, nhưng làm tăng sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng. Các nhà đầu tư hiện tại đang chờ đợi báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE cốt lõi tháng 11 năm 2023 sẽ được công bố trong ngày 22 tháng 12. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như vậy là chỉ trong vòng 2 ngày qua, giá vàng ở thị trường trong nước cũng tăng chóng mặt. Tính chung từ đầu tuần tới nay, mặt hàng vàng miếng SJC đã tăng hơn 1 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trong nước bật tăng mạnh mẽ kể từ chiều qua, cùng với lúc sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ thông báo giữ nguyên lãi suất, BOJ cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, đồng thời tiếp tục theo dõi xu hướng giá cả và tiền lương trước khi tăng lãi suất và đồng yên Nhật Bản tiếp tục suy yếu sau động thái này. Giá vàng SJC đã tăng cao nhất và xô đổ mọi kỷ lục trước đó so với giá vàng miếng SJC đã xác lập kỷ lục mới cao hơn 1,2 triệu đồng trên lượng so với kỷ lục cũ đã lập. Giới kinh doanh vàng cho biết rằng chưa khi nào giá vàng miếng SJC trong nước cao như hiện nay. Nếu so giá vàng trên thị trường thế giới quy đổi, giá mặt hàng vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn tới khoảng 15,2 triệu đồng trên lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng trên lượng. Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua tích trữ vàng lớn, đồng thời hiện nay lãi suất tiết kiệm chạm đáy, người dân không mặn mà gửi ngân hàng nên tìm kênh đầu tư khác như vàng. Trong khi đó, nguồn cung vàng SJC chỉ quanh quẩn trong dân và doanh nghiệp và không được sản xuất thêm vàng. Tại Việt Nam, kinh tế vẫn khó khăn, trong khi đó lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm, đầu tư khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đang ít đơn hàng, hoạt động co cụm lại, dòng tiền có xuống chảy sang kim loại quý đó là vàng. Tâm lý mua vàng còn giữ được giá khi mà nhiều người ưu tiên tích trữ vàng hơn, theo tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh phân tích. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, dư địa tăng giá của vàng là rất lớn. Tuy nhiên ông Hiếu đưa ra lời khuyên rằng người mua chỉ nên dành 30% ngân sách của mình vào vàng. Lý do khoảng cách so với giá vàng thế giới đang tăng và chênh lệch mua bán lớn. Đặc biệt trong bối cảnh giá vàng trong nước không thực sự liên thông với thế giới, rủi ro sẽ càng lớn hơn. Nhất là khi thị trường tài chính có biến động mạnh, giá vàng trên thị trường thế giới biến động mạnh và nhanh, thậm chí biến động theo giờ. Quay trở lại với bảng giá vàng trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhận bột số chính cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều bật tăng mạnh. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 74,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,62 triệu đồng trên lượng, tăng 700.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 74,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,60 triệu đồng trên lượng, cũng tăng mạnh 700.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Còn với mặt hàng vàng nhận bột số 9 tại công ty này mua vào mức 61,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,50 triệu đồng trên lượng, cũng tăng mạnh tới 500.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 450.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bột số 9 loại nửa chỉ mua vào mức 61,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,60 triệu đồng
đồng trên một lượng, tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 450.000 đồng trên một lượng tại chỉ bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua cũng bằng một phiên giảm, giao dịch ở mức 24.140 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.510 đồng trên một đô la Mỹ, giảm nhẹ 5 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng giảm nhẹ, mua vào mức 24.640 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.720 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, giảm 30 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.460.000, bán ra 7.560.000, tăng mạnh 700.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 70.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang là 1 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.460.000, bán ra 7.562.000, tăng 70.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.460.000, bán ra 7.550.000, tăng 60.000 ở chiều vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.450.000, bán ra 7.550.000, tăng 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hồ Chí Minh, tăng 65.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán ra với Doji Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 7.450.000, bán ra 7.550.000, tăng 65.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu vào 7.455.000, bán ra 7.548.000, tăng 55.000 ở chiều mua, tăng 58.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.460.000, bán ra 7.530.000, tăng 60.000 ở chiều mua, tăng 40.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.440.000, bán ra 7.520.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold vào 7.450.000, bán ra 7.550.000, tăng 65.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.460.000, bán ra 7.560.000, tăng 70.000 ở chiều mua, tăng 68.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại cũng tăng mạnh, tăng 700.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 70.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đến 1.060.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.460.000, bán ra 7.562.000. STC Huế mua vào 7.457.000, bán ra 7.562.000. STC Biên Hòa Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 7.460.000, bán ra 7.560.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.460.000, bán ra 7.562.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.458.000, bán ra 7.562.000. Cuối cùng là giá nhân bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại cũng được điều chỉnh tăng mạnh trong khoảng từ 188 đến 500.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 18.800 đến 50.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.150.000, bán ra 6.250.000. Nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ, mua vào 6.150.000, bán ra 6.260.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.140.000, bán ra 6.220.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 45.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 6.028.4 nghìn, bán ra 6.158.4 nghìn, tăng 44.500 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.480.5 nghìn, bán ra 4.680.5 nghìn, tăng 33.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.441.6 nghìn, bán ra 3.641.6 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.409.000, bán ra 2.609.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.